Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi ứng xử của thí sinh số báo danh 218 Nguyễn Thị Huyền. Bạn chú ý lắng nghe câu hỏi của bạn. Những năm gần đây, nhiều hoa hậu đã trở thành đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Theo bạn, đó có phải là điều tốt đẹp hay không? Xin mời. Xin kính chào quý vị khán giả, kính chào ban giám khảo. Sau đây em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Thưa ban giám khảo, thưa quý vị khán giả, tất cả các cuộc thi hoa hậu đều nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Vẻ đẹp ấy không chỉ thể hiện ở hình thức, mà nó còn phải đẹp về tri thức, phải đẹp về tâm hồn. Đó mới là cái vẻ đẹp hoàn thiện. Việc ngày nay các hoa hậu trở thành những nhà đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc, theo em là một việc làm hết sức là tốt đẹp. Bởi vì nó làm cho cái thiện ấy, làm cho cái đẹp ấy ngày càng được nhân lên và được tỏa sáng. Chính vì lẽ đó, mà em nhất nghĩ rằng việc này cũng rất nên cần được phát huy, bởi vì nó sẽ làm cho cuộc sống trên thế giới của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn phần thi của bạn. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình.